Dạ vâng, và rất vui mừng khi gặp lại quý vị và các bạn trong video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn một combo tất cả các thiết bị rời để mình dựng nên một loa cây 3 đường tiếng. Ở trong clip ngày hôm nay thì bên em giới thiệu đây là toàn đồ chất nên giá thành hơi cao, nên anh em xem và tí em có báo giá sản phẩm để cho anh em mình biết chọn bộ combo này là bao nhiêu tiền. Những cái thiết bị này thì được bên em giới thiệu từ trước, tất cả những thiết bị này nha đều đã có video hướng dẫn và quay sản phẩm từ trước rồi. Nói em gộp lại thành một cái clip ghép hoàn chỉnh. Đây là chiếc bát BM20 dòng gân mút, thì anh em biết nó cũng đi cũng tương đối nhiều, cũng mới về được mới lấy thêm được cách đây có mấy ngày thì cũng anh em biết nó đi rất nhiều luôn. Vậy là mấy chục cặp đi cũng rất là tương đối lớn. BM20 gân mút thì cho là từ kép xương sắt, màng giấy, gân mút chống đánh ấm. Một cái nhện nó màu lâu lâu giống của BMB. Dòng này dòng cái gài vào đây chứ không phải là cái rắc kẹp vào đây chứ không phải là cái chặt nhún. Đó là BM, thì đến thời điểm hiện tại thì đa phần họ có CD trong màng, anh em có thể nhìn thấy ở đây. Còn thời điểm sau họ không có nữa thì em công bố sau, hiện tại nó đang có. Là bát BM20. Model là 35BFA anh em nhá. Model là 35BFA. Đây anh em phải nhìn lại. 35BFA. Và tiếp đến này em giới thiệu đến dòng Trung Kasun. Trung Kasun 10. Model là E4019. Hàng này cực kỳ chất rồi. Kasun Hồng Kông này thì anh em yên tâm là không phải suy nghĩ về cái chất lượng âm thanh. Hàng chính hãng em nhé. Đây Kasun Hồng Kông, họ ghi rõ ràng, anh em nhìn thấy Hồng Kông đó. Chất lượng âm thanh của thằng Kasun, em nó có những cái video nói là cái thằng Trung nắm mồm nhất đấy. Và tép trong clip ngày hôm nay em dùng tép giấy của BMB. Hàng cũng là một trong những con anh em tin yêu bên Huấn nên cũng tương đối nhiều ra đi. Từ Tết ra đi cũng vài thùng. Và đến phân tần 3 đường tiếng, 3 way, 328, một đèn 328. Và nói nó hay nó dở thì cũng có một chút nhạc để mời anh em mình nghe. Chứ nói hay mà không tét nhạc thì anh em bảo ông này làm chưa được chu đáo. Nên tét nhạc thì bao giờ cũng dễ ăn bản quyền lắm, nhưng làm video thì hy sinh thôi chứ không thể tránh được. Và sau đây thì em sẽ mời các bác nghe một chút nhá, em tét khoảng 2 phút để anh em mình nghe một chút nhạc trong đất nước đang trong khí thế hưng ngực của ngày giải phóng. Khí thế hưng ngực như bị con Covid-19 nó cản lại nên cũng đỡ hưng ngực hơn. Mời các bác nghe tí bài nhạc đỏ Đất nước chọn niềm vui. Thank you.
Vâng, và anh em đã nghe một chút nhạc Entep, anh em cảm nhận như thế nào? Anh em thấy nó ra sao? Anh em hãy comment ở dưới cái video này để anh em mình cùng trao đổi thêm về cái cấu hình này. Để anh em có những cái kinh nghiệm tốt hơn nữa như thế nào về đấu ghép, anh em có thể comment xuống dưới để anh em mình cùng trao đổi, và để cho những anh em mới tập chơi có thể có kinh nghiệm hơn về những kinh nghiệm của anh em đi sâu đi từ trước cái này rồi thì nhiều thì có chia sẻ ở dưới. Và cái sản phẩm này thì anh em vừa nghe thì cá nhân em đánh giá thì nó cho tiếng trống hơi cứng, bởi vì đang test nhạc sống gần mút thì cho tiếng trống đánh cực kỳ ấm, và đã là dùng đến trung ca sun thì anh em yên tâm, nó cho cái tiếng trung rất là ngọt ngào và êm ái. Và cái giá sản phẩm này được bên em phân phối và bán ra là 1,7 triệu trọn bộ, bao gồm hai cái bát, hai cái trung, hai cái chép và hai cái phân tần. 1,7 triệu trọn bộ bao ship toàn quốc kể cả hải đảo. Và em sẽ dừng đây, xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video này, và chúc quý vị các bạn là một ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 cũng như 1 tháng 5 thật là bình an, hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và người thân của người nhà mình. Và để mua sản phẩm anh em gọi điện trực tiếp em qua số máy 0904 612323. Và xin chào mọi người.